Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác qua trong kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Hôm nay em lên cho các bác một chiếc nồi cơm Hitachi cao tần áp suất, dung tích 1.8 L, điện 100V, sản xuất năm 2011. Hình thức chiếc nồi màu trắng rất là đẹp, mặt nét Hitachi sơ tem cắt. Giòn. Giòn. Giòn rất là đẹp. Giòn. Màn hình nét. Dung tích 1.8 L dành cho các gia đình đông người, từ 5 đến 10 người ăn.